Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Cẩm Nang Bác sĩ Gia đình được phát sóng vào lúc 16 giờ mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, sẽ gồm có hai phần trong ngày hôm nay, đó là Sống khỏe mỗi ngày và Bác sĩ Gia đình. Với Sống khỏe mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của một nhân vật kể cho chúng ta với sự tư vấn từ phía bác sĩ. Và phần thứ hai đó là Bác sĩ Gia đình, nơi mà bác sĩ sẽ trả lời những câu hỏi trực tiếp từ quý vị. Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline để được tư vấn trực tiếp quý vị nhé. Và bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần Sống khỏe mỗi ngày. Quý vị thân mến, nhiều người trung niên đang phải đối mặt với câu chuyện của cholesterol trong máu tăng cao. Và đây là một trong những cái sát thủ giấu mặt gây ra những vấn đề về tim mạch, đột quỵ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất là nguy hiểm đối với sức khỏe. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem làm thế nào để có thể làm giảm được cholesterol cũng như là mỡ máu thông qua những cái phương pháp chăm sóc cho sức khỏe với chủ đề là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh mỡ máu cao ở người trung niên. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đang có mặt tại trường quay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, chào MC Nguyên Khang. Kính chào khán giả của chương trình. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Viên Nang Đông Trùng Hạ Thảo Panica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của ngày hôm nay. Nhiều tháng nay, cô Nguyễn Minh Lương ngụ tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh luôn có nỗi lo lắng về căn bệnh tiểu đường, nay lại kèm thêm mỡ máu xấu và cao huyết áp. Tôi thì cũng đã có tuổi rồi, tuy là sức khỏe là vẫn còn khá là dẻo dai, tuy nhiên gần đây thì tôi cảm thấy người mình nó rất là mệt mỏi, đêm thì khó ngủ, người nó trằn trọc, tay chân thì tê bì, bởi vì tôi bị tiểu đường type 2 hơn 8 chấm, cộng thêm là tôi bị huyết áp cao nữa. Cái thời gian gần đây thì tôi cũng có đi là khám bệnh thì tôi mới phát hiện ra là mình là bị là thêm một cái nữa, đó là mỡ máu cao hơn 300. Thực sự là bản thân tôi thì rất là lo lắng, mà nhiều người thì cũng đồn thổi nói là nếu như không điều trị kịp thời á thì nó sẽ là gây lên là sau này là mình sẽ bị đột quỵ rồi tai biến rồi bệnh tim mạch nữa. Ngoài phải chịu thêm phiền toái do bệnh tiểu đường gây ra, cô Lương thường xuyên phải đối mặt với những cơn hoa mắt chóng mặt với tần suất dày đặc, khiến cô thấp thỏm lo lắng mình có nguy cơ té ngã bất cứ lúc nào. Điều này thật sự nguy hiểm với người có tuổi như cô. Chính vì thế, bên cạnh việc tích cực điều trị để chỉ số đường huyết về mức an toàn, thì cô Lương cũng đang muốn tìm hiểu thêm một giải pháp giảm thiểu nguy cơ do mỡ máu xấu gây ra cho sức khỏe. Suốt thời gian tôi tích cực mà điều trị bệnh á, thì tôi cảm thấy là mình cũng cải thiện được là cái đường huyết của mình á, là nó giảm còn 6.8. Đó. Tuy nhiên thì cái mỡ máu cao á, thì nó vẫn còn. Nhiều người thì cũng chỉ thầy thuốc này, thầy thuốc nọ, thầy thuốc kia. Rồi tôi thì cũng lên mạng tìm hiểu, nhưng mà tôi cảm thấy là tôi không có an tâm. Tôi cũng rất là mông lung, không biết là tìm được cái phương pháp nào rất có hiệu quả để tốt nhất cho mình thôi. Hy vọng khi thông tin của cô Lương được chuyển về cho chương trình, chuyên gia sẽ giúp cô tìm ra một giải pháp giảm mỡ máu xấu một cách an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị, đó là câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay, thì quý vị sẽ cảm thấy là đâu đó có hình ảnh của mình, những người mà cũng sẽ bị vấn đề về huyết áp cao, cholesterol vân vân. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ cặn kẽ về cái căn bệnh này. Thế thì xin được phép mời bác sĩ Sơn sẽ chia sẻ về cái câu chuyện của mỡ máu cao thông qua cái câu chuyện của cô Lương ạ. Dạ vâng, mỡ máu là một thành phần mà trong cơ thể chúng ta và không thể thiếu được, vì nó là một trong những cái yếu tố để cấu tạo nên những cái màng của tế bào. Ví dụ như là tế bào của não của chúng ta chứa rất là nhiều mỡ, hay người ta còn gọi là lipid máu. Vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta làm cho cái lượng lipid máu ở trong mỡ, trong máu của chúng ta tăng cao đó, thì khi đó vô hình chung thì chúng ta sẽ gây nên một cái tình trạng người ta gọi đó là rối loạn mỡ máu. Thì trong mỡ máu của chúng ta nó có hai loại, một cái loại mỡ máu xấu và một cái loại mỡ máu tốt.
Và một cái loại mỡ máu xấu thì nếu khi nó tăng cao thì nó gây nguy hiểm. Và cái loại mỡ máu tốt á, là khi nó giảm thấp quá thì nó sẽ gây nguy hại cho sức khỏe. Nên khi có sự xáo trộn của những cái loại này thì các nhà chuyên môn người ta gọi là rối loạn mỡ máu hay là rối loạn lipid máu. Riêng đối với cái loại mỡ máu được xếp vào là loại mỡ máu tốt cho cơ thể để bảo vệ cơ thể thì nó là HDL. Và HDL này thì chúng ta phải trên 1,3. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta nó sẽ được hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên khi mà HDL của chúng ta giảm thấp dưới cái mức bình thường và những cái cholesterol, triglyceride và LDL đó mà nó tăng cao thì đây là một cái tình trạng rối loạn mỡ máu. Khi rối loạn mỡ máu xảy ra thì chuyện gì nó xảy ra đối với cơ thể chúng ta? Nó sẽ làm cho cái chuyển hóa của mỡ trong cơ thể chúng ta bị thay đổi. Do đó nó sẽ tạo ra những cái tổn thương ở cái vách của cái thành mạch. Và các bạn biết rồi, hệ thống mạch máu của chúng ta nó ở khắp các cái mọi nơi trong cơ thể chúng ta, nên nó sẽ gây nên một cái bệnh lý người ta gọi đó là bệnh lý xơ vữa động mạch. Cái bệnh lý xơ vữa động mạch này là một cái tình trạng mà nó sẽ làm cho nuôi dưỡng của các cái cơ quan trong cơ thể chúng ta bị suy giảm dần đi. Ví dụ nếu nó tổn thương này nằm tại não thì nó sẽ gây nên tình trạng thiểu năng tuần hoàn não, và nếu mà xảy ra đột ngột có thể gây nên tình trạng đột quỵ não như chúng ta thường gặp. Cái thứ hai nữa là đối với tim mạch thì có thể gây nên tình trạng thiếu máu cơ tim, và lâu dần nếu chúng ta gặp phải một cái tình trạng nặng nề hơn thì đó là cái nhồi máu cơ tim. Bác sĩ nghĩ các bạn không nên chủ quan mà chúng ta nên chú ý theo dõi thường kỳ cái tình trạng mỡ máu của chúng ta. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn để chúng ta có thể duy trì cái cuộc sống của chúng ta. Trong trường hợp của cô Lương á, thì cô bị mỡ máu nè, bị huyết áp cao, rồi còn cả bị tiểu đường nữa. Như vậy thì khi mà ba cái yếu tố này tác động cùng một lúc á, thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe thưa bác sĩ? Khi mà cô Lương bị ba cái bệnh cảnh phối hợp này thì nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng bệnh lý của mình. Vì bản thân của cái rối loạn mỡ máu, nếu chúng ta không điều trị lâu dần nó sẽ tăng huyết áp. Mà tăng huyết áp thì ngược lại lại là một nguyên nhân làm cho xơ vữa động mạch nặng hơn. Và vô hình chung nó cứ là một cái vòng luẩn quẩn. Cái thứ hai, đái tháo đường cũng vậy. Đái tháo đường nếu chúng ta không điều trị tốt thì nó sẽ gây rối loạn chuyển hóa mỡ. Mà khi rối loạn chuyển hóa mỡ thì là một yếu tố làm cho đường không ổn định. Và như vậy nó sẽ sớm đưa chúng ta đến những cái biến chứng mà nó có thể nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta cũng như tính mạng của chúng ta. Đó là nhồi máu não nè, ha, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nè, chúng ta có thể đưa vào tình trạng giai đoạn của suy thận nè, ha. Và nặng hơn nữa thì các bạn có thể tử vong. Thì đây là ba cái bệnh lý mà nó có một cái mối liên quan chặt chẽ với nhau. Thì bác sĩ nghĩ đối với tình trạng của cô Lương thì cô Lương nên có một cái chế độ điều trị cho đúng mức. Thì như vậy mới mong là ngăn chặn được cái những biến chứng không có lợi cho sức khỏe, cũng như là nó giúp cho cái chúng ta có được một cái sức khỏe tốt hơn và nó tránh đi có ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình sau này. Dạ vâng. Như vậy thì có cách nào để giúp cho cô Lương có thể kiểm soát được lượng mỡ máu bên trong cơ thể không ạ? Dạ vâng. Như bác sĩ đã chia sẻ, hiện nay thì cái rối loạn mỡ máu nó xảy ra ở những người rất là trẻ. Các nhà chuyên môn người ta nghiên cứu thấy là rối loạn mỡ máu và cái xơ vữa động mạch nó có thể xảy ra ở tuổi từ 18 đến 20. Và khi bắt đầu xảy ra biến chứng thì nó có thể xảy ra ở tuổi trung niên. Nên chúng ta cứ nghĩ là có thể đến cái tuổi đó chúng ta mới bị. Nhưng thật sự là rối loạn hiện nay nó đã xảy ra rất là sớm. Và khi chúng ta để kéo dài cái tình trạng như vậy thì nó sẽ không có lợi. Nên cái điều trị đầu tiên hiện nay nó liên quan là chúng ta phải chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Cái chế độ dinh dưỡng đầu tiên là chúng ta nên hạn chế ăn những cái chất quá nhiều chất ngọt, quá nhiều chất tinh bột, vì nó liên quan đến đái tháo đường. Cái thứ hai nữa là với cái tăng huyết áp thì cô Lương cũng chú ý là chúng ta ngoài cái chế độ đó ra, chúng ta nên chú ý hạn chế những cái thức ăn mà quá mặn. Thứ hai, trong chế độ ăn của chúng ta là phải chú ý đến chế độ rau củ quả nhiều. Vì khi có rau củ quả nó sẽ giúp cho chúng ta tăng chất xơ. Và chất xơ là một trong những cái yếu tố mà sẽ giúp cho chúng ta là gì? Góp phần sẽ làm giảm đi cái tình trạng rối loạn mỡ máu cũng như đường của chúng ta. Và cái kế nữa là cung cấp thêm các cái yếu tố vi lượng cũng như các vitamin cho cơ thể. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải chú ý đến cái chế độ uống nước cho đầy đủ. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hoạt động chuyển hóa của cơ thể của chúng ta tốt hơn. Bên cạnh đó thì cô cũng nên chú ý là chúng ta nên có một cái chế độ tập luyện để chúng ta vừa giải quyết cái năng lượng. Và cái thứ hai là giúp cho cái hoạt động của hệ cơ bắp cũng như là hệ tim mạch của chúng ta nó tốt hơn. Thì chúng ta nên có một cái chế độ tập luyện nó là gì đều đặn và liên tục. Và mỗi ngày thì chúng ta nên tập đều đặn các cái phương pháp tập luyện của chúng ta là khoảng 30 đến 45 phút trong một ngày. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hoạt động của cơ thể của chúng ta tốt hơn. Và bên cạnh đó thì cô Lương cũng phải chú ý là chúng ta phải tuân thủ uống cho đầy đủ những cái thuốc mà điều trị về huyết áp.
đái tháo đường và cái rối loạn mỡ máu mà các bác sĩ hiện nay đang cho cái toa cho cô. Thì đây là cái điều kiện tiên quyết để giúp cho cô tránh những cái biến chứng không có lợi cho sức khỏe của mình trên ba cái bệnh lý này. Ngoài ra để cải thiện cái tình trạng bệnh lý của mình thì nếu có điều kiện cô vẫn có thể sử dụng thêm một số sản phẩm từ dược thảo. Vì hiện nay các sản phẩm từ dược thảo đã chứng minh cho thấy là khi phối hợp với cái phương pháp điều trị các cái bệnh lý ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường và mỡ máu thì nó sẽ giúp góp phần giúp cho ổn định cái tình trạng bệnh lý của mình. Ví dụ một trong những cái dược thảo đó là đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo thì thật sự ra là một dược liệu rất là quý từ lâu đời rồi. Nhưng hiện nay các nhà khoa học người ta đã trồng nhân tạo được, nuôi trồng nhân tạo. Và như vậy chúng ta có cái dịp để chúng ta có thể sử dụng cái loại dược liệu quý này. Thưa bác sĩ, không biết là riêng cái trường hợp của cô Lương thì bị mỡ máu cao rồi bị thêm huyết áp nữa. Thì dùng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo này thì nó có công dụng gì ạ? Qua các nghiên cứu cho thấy là cái đông trùng hạ thảo đó thì người ta thấy có một số hoạt chất ví dụ như cordycepin, adenosine. Bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo lại còn có các cái axit amin hỗ trợ bồi dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cũng như cái hoạt động miễn dịch của cơ thể. Do đó nó sẽ lấy lại cái sự quân bình của cái hoạt động thần kinh và nội tiết. Nó sẽ góp phần giúp cho cô là gì? Ổn định cái huyết áp là một, ổn định đường huyết và cái thứ hai là ổn định mỡ máu bên cạnh cái phương pháp mà chúng ta đang điều trị, mà bác sĩ đang điều trị cho chúng ta. Đây là một trong những cái phương pháp mà góp phần giúp cho các cái bệnh nhân có đái tháo đường là tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, đặc biệt là như cô Vương vừa rồi đó, thì chúng ta có được một cái phương pháp phối hợp một cách toàn diện hơn cho cái bệnh lý của mình và tránh cho mình những cái biến chứng không có lợi cho sức khỏe chúng ta. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Sơn. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại nhân vật cô Lương trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Trước những nguy hiểm cho sức khỏe, khi đồng thời bị cả bệnh mỡ máu cao, tiểu đường và huyết áp, cô Lương lại một lần nữa chú trọng hơn nhiều tới chế độ dinh dưỡng. Vì bị tiểu đường và huyết áp cao, cho nên tôi rất là chú trọng về việc ăn uống. Tuy nhiên là mình cũng không có quá là kiêng khem. Với việc ăn uống lành mạnh thì là mình không có ăn là dầu ăn nè, mỡ nè, rồi các chất béo. Tôi cũng uống thêm đông trùng hạ thảo đấy. Thì thời gian gần đây thì tôi cảm thấy sức khỏe mình nó có cải thiện. Tôi cảm thấy là mình dẻo dai và mình tươi tắn và tỉnh táo hơn. Để mà tôi có tinh thần để mà mình điều trị bệnh của mình. Ở tuổi nào thì nguy cơ sức khỏe suy giảm là như nhau. Chúng ta có ý thức bảo vệ sức khỏe sớm ngày nào thì cuộc sống sau này sẽ thoải mái và ít lo lắng hơn. Cũng giống như cô Lương, sớm dùng những giải pháp hỗ trợ và phòng ngừa để nâng cao sức khỏe, giúp cơ thể luôn trong trạng thái minh mẫn, khỏe mạnh nhất. Viên nang Banica hân hạnh tài trợ chương trình này. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline để được tư vấn trực tiếp quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với phần 2 của chúng tôi, đó chính là bác sĩ gia đình. Quý vị đang cùng quay trở lại với phần 2 bác sĩ gia đình. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên gửi đến cho bác sĩ Sơn. Vâng, câu hỏi đầu tiên đó là chú Trung Văn Kim, 62 tuổi, đến từ Sóc Trăng, có hỏi như thế này. Tôi bị hở van tim hai lá, đồng thời đang uống thuốc Tây điều trị cao huyết áp. Không biết là tôi có thể mua đông trùng hạ thảo về uống hay không? Liệu có xảy ra tương tác nào với thuốc không ạ? Xin chương trình tư vấn. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chú Kim. Thật sự ra đó thì chú bị cái hở van tim hai lá và cái thứ hai là chú bị tăng huyết áp nữa và chú đang điều trị cái tăng huyết áp. Thì chú có thể kết hợp thêm đông trùng hạ thảo để điều trị cho cái bệnh lý của mình. Khi kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với cái quá trình điều trị của mình á, thì nó sẽ giúp cho thứ nhất là tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể là một. Do đó nó sẽ giúp cho chú tránh những cái bệnh lý viêm nhiễm ở bên ngoài. Như vậy nó sẽ giúp cho cái tình trạng huyết áp cũng như cái tim mạch của chú ổn định hơn. Cái thứ hai nữa là bản thân đông trùng hạ thảo thì giúp cho cơ thể chúng ta sử dụng oxy và năng lượng rất là tốt. Nên sẽ giúp cho chú là có được một cái sức khỏe tốt hơn. Nó sẽ không cảm giác mệt mỏi như là hiện nay chú đang có. Cái thứ ba nữa là đối với trường hợp tăng huyết áp thì chú vẫn có thể dùng được. Bản thân đông trùng hạ thảo khi sử dụng sẽ điều chỉnh lại cái hệ thống nội tiết và thần kinh. Do đó cũng góp phần làm cho giảm đi cái tình trạng ổn định cái tình trạng huyết áp của chú. Chú có thể xin ý kiến và
tham khảo ý kiến của bác sĩ để có thể sử dụng thêm đông trùng hạ thảo cho điều trị cái bệnh lý của mình. Và như vậy nó sẽ góp phần giúp cho chú có được cái tình trạng sức khỏe ổn định hơn và an toàn hơn. Chú Kim, chú yên tâm là chú có thể sử dụng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe của mình. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai từ cô Kim Ngân, 58 tuổi đến từ Đồng Nai. Xin chào bác sĩ, tôi phát hiện là mỡ máu cao nửa năm nay, chỉ số cholesterol ở mức là 6,0 mmol trên lít. Tôi cũng đã có dùng thuốc của bác sĩ kèm theo đông trùng hạ thảo để giảm mỡ máu và thấy là tốt. Sức khỏe của tôi được cải thiện nhiều. Không biết là tôi có nên tiếp tục dùng hay không, và bệnh mỡ máu này tôi nghe nói phải thường xuyên đi xét nghiệm máu. Như vậy thì bao lâu tôi cần đi một lần để phù hợp ạ? Xin mời bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của cô Ngân. Thật sự ra thì nếu khi cô kết hợp giữa cái thuốc hạ mỡ máu và đông trùng hạ thảo mà cô thấy có tác dụng tốt rồi thì bác sĩ nghĩ là bác sĩ đang điều trị cho cô sẽ ngưng cái thuốc hạ mỡ máu, vì nguyên tắc là khi mỡ máu của chúng ta ổn định thì các bác sĩ sẽ ngưng. Nhưng mà nếu chúng ta không tiết chế và điều chỉnh tốt đó, thì mỡ máu sau một thời gian sẽ tăng trở lại, nên cô có thể tiếp tục sử dụng thêm đông trùng hạ thảo để có thể là duy trì cái tình trạng mỡ máu của cô cho ổn định. Bên cạnh đó thì cô nên cũng chú ý đến chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện, vì đây là hai cái phương pháp mà bắt buộc phải phối hợp trong cái quá trình chúng ta điều trị mỡ máu. Như vậy nó sẽ giúp cho mình được duy trì lâu hơn và an toàn hơn. Cái thứ ba nữa là cô đang thắc mắc là bao lâu thì chúng ta sẽ xét nghiệm lại cái mỡ máu. Thì cái đầu tiên tùy theo từng trường hợp một nha. Đầu tiên nếu chúng ta mới phát hiện ra mỡ máu thì bác sĩ cho uống thuốc thì thường thường trong vòng 1 đến 2 tháng bác sĩ sẽ kiểm tra lại một lần. Nếu mỡ máu của chúng ta ổn định rồi thì sau đó 3 tháng bác sĩ kiểm tra lại. Mà nếu các cái tình trạng huyết mỡ máu ổn định rồi có thể sau 6 tháng hoặc 1 năm. Tùy theo tình trạng của từng bệnh nhân một sẽ có chỉ định. Tuy nhiên, mỡ máu hiện nay là một bệnh lý nó liên quan chặt chẽ đến cái chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện. Nếu cô muốn duy trì ổn định thì cô nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng và tập luyện của mình bên cạnh sử dụng những sản phẩm từ dược thảo. Có thể sử dụng thêm đông trùng hạ thảo. Đây là một cái sản phẩm mà có thể giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt hơn. Cô Ngân ơi, cô cũng yên tâm là theo dõi sức khỏe của mình và khám định kỳ để có được những cái hướng dẫn trực tiếp từ phía bác sĩ trong việc điều trị của mình nhé. Cholesterol là một loại thành phần của lipid máu, có vai trò quan trọng trong hoạt động của tế bào sợi thần kinh và sản xuất hormone, giúp cho cơ thể hoạt động bình thường và khỏe mạnh. Cholesterol có hai loại chính, đó là LDL và HDL. Nếu hàm lượng LDL, cholesterol tăng cao trong thời gian dài sẽ dẫn tới hiện tượng lắng động mỡ ở thành mạch máu, gây xơ vữa động mạch. Các mảng xơ vữa động mạch này sẽ gây hẹp hoặc là tắc mạch máu, cản trở sự lưu thông của máu, hoặc là nặng hơn có thể vỡ mạch máu đột ngột, gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Người ta đã tìm thấy trong đông trùng hạ thảo nhiều hoạt chất có giá trị, trong đó phải kể đến hàm lượng adenosine cao làm giảm cholesterol LDL, giúp ngăn ngừa các bệnh có liên quan tới tình trạng xơ vữa động mạch hoặc giảm các triệu chứng khi bệnh nhân mắc phải bệnh. Với chất D-mannitol là một hợp chất có khả năng làm giãn nở các cơ tại vị trí tim và mạch máu não. Khi kết hợp cùng với adenosine sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta tỉnh táo, tiếp thu nhanh, đẩy mạnh năng suất học tập cũng như làm việc một cách lâu dài. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn có tác dụng trong việc cải thiện khả năng miễn dịch và tăng cường sức khỏe, đề kháng của cơ thể, chống lại các yếu tố gây bệnh như thời tiết, vi khuẩn, virus có bên ngoài môi trường. Viên nang Banica hân hạnh tài trợ chương trình này. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đã đến với chương trình. Chúng tôi cảm ơn nhãn hàng viên nang đông trùng hạ thảo Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.